Chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Kiên Thọ, thân nhân liệt sĩ Chu Thị Phương, làng Đội 1 và thương binh Bùi Đình Hồng, làng Thành Sơn. Tại các gia đình, đồng chí đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà của huyện tới các gia đình. Nhân dịp này, đồng chí mong muốn các gia đình nêu cao tinh thần yêu nước là tấm gương sáng để các thế hệ lớp trẻ noi theo, khắc phục khó khăn, động viên gia đình và bà con trong địa bàn, đoàn kết, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, đồng chí đề nghị cấp ủy địa phương làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm nhiều hơn nữa tới các gia đình chính sách người có công.